tên là Phan Đức Minh. Em là Nguyễn Thị Thảo, năm 2009 ấy, và em có tham gia cái trang web đấy là trang web kết bạn. Thì em vào em thấy ông này mặc cái áo trắng sau đeo kính râm, trông cũng già già rồi, làm cái status là buồn ơi tớ là khóc đây, nghe xến xẩm em bảo khóc ơi tớ là khăn mùi xoa đây. Hỏi em sinh năm bao nhiêu thì em bảo em sinh năm 87, thế ông ấy bảo em mà anh sinh năm 85. Nghe nếu mà biết sinh năm 89 thì chắc là em nách rồi, em không nói chuyện với trẻ con. Nước nhưng mà lần đầu tiên gặp vỡ mộng chị, ông này ông vô duyên mà biến thái vậy. Bé ông ấy toàn người cao to không giống ông ấy đâu chị ạ. Thì vào trong đấy thì xuất hiện hai cô gái mà cô ấy trông mà buồn buồn, thế ông ấy quay sang bảo em bảo là em ơi em làm giả người yêu cho anh với. Cô này là cô người yêu cũ của anh ngày xưa này. Nhưng mà cô ấy vẫn cứ muốn níu kéo anh mà anh không còn tình cảm nữa. Không hiểu sao lúc đấy em cũng nhập vai, em cũng đóng chuẩn lắm. Diễn xong vai đấy xong rồi hai ngày sau bọn em yêu nhau. Em tên là Tư ạ. Em tên là Mai. Lần đầu tiên gặp nhưng mà gặp ở nhà trọ em luôn. Em tự nhiên xem hẹn người ta nhà trọ vậy, em có ý đồ gì vậy? Vợ mới gọi điện báo là có bầu. Lúc đó em thất vọng lắm, cũng sợ nữa, vừa sợ vừa thất vọng. Giai đoạn mà thuyết phục bên nhà em để cho cưới vợ cũng rất là khó, khó khăn lắm, nhà không ai đồng ý. Với thêm cái nói là con gái nam thì nó không có anh này thì anh kỹ tính kỹ lắm, nhà mà dơ dơ chút xíu nữa anh lao, anh vừa làm anh vừa nói nhảm bực mình lắm. Từ khi mà anh thay đổi công việc cái anh có gái gú này kia rồi mới hả, anh không nghĩ là có gái gú hả? Em cũng bất ngờ, em cũng không nghĩ anh là như vậy luôn á.